Xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022, thành phố Cần Thơ xếp thứ 5 trong số 63 tỉnh thành phố cả nước. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông thì các chỉ số thành phố đạt tốt trong tổng số 63 như nhân lực số hạng 5, an toàn thông tin mạng hạng 2 và hoạt động kinh tế số hạng 6. Năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành danh mục nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm tại một số sở ngành địa phương với 33 nhiệm vụ. Đến nay đã hoàn thành 9 nhiệm vụ và đang thực hiện 24 nhiệm vụ còn lại. Một số kết quả nổi bật như Sở Nội vụ đã hoàn thành triển khai hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức và đang trong giai đoạn đồng bộ dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã hoàn thành cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, chuẩn hóa dữ liệu tỷ lệ 100%. Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành triển khai trợ lý ảo hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Quận Bình Thủy và huyện Phong Điền đã triển khai thử nghiệm trung tâm điều hành thông minh tại Ủy ban nhân dân quận huyện quận Ô Môn đã hoàn thành triển khai áp dụng mô hình giáo dục STEM cho tất cả 25 cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Quyện Vĩnh Thạnh đã hoàn thành lắp đặt Internet, Wi-Fi công cộng cho toàn bộ 54 ấp.